Sau cơn sốt từ bộ phim Em đẹp hơn cả ánh sao, các mọt phim ngôn tình hoa ngữ lại tiếp tục trông đợi vào bộ phim Che giấu lãng mạn của Ngụy Chí Minh và Trương Gia Ninh. Khi cả hai phim đều thuộc thể loại ngôn tình công sở, đem đến nhiều trải nghiệm bất ngờ đến với khán giả. Không phụ sự kỳ vọng của khán giả chỉ sau hai tập đầu tiên, bộ phim Che giấu lãng mạn đã leo lên vị trí top 1 rating các bộ phim truyền hình vệ tinh tại Trung Quốc và nhận được nhiều lời khen của khán giả. Hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị về bộ phim này nhé! Tóm tắt nội dung của phim. Che giấu lãng mạn được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Văn phòng ẩn hôn của tác giả Khinh Ảm. Đây là một trong những bộ truyện đã được độc giả Trung Quốc và Việt Nam yêu thích, nên khi chuyển thể thành phim được vô cùng mong đợi. Che giấu lãng mạn xoay quanh chuyện tình yêu, sự nghiệp của Kỷ Dục Hằng do Ngụy Chí Minh thủ vai và Đồ Tiểu Ninh do Trương Gia Ninh thủ vai. Cả hai cùng làm việc trong một ngân hàng lớn, cố gắng cùng nhau phấn đấu để thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cặp đôi phải che giấu chuyện kết hôn vì quy định của ngân hàng. Kỷ Dục Hằng và Đồ Tiểu Ninh kết hôn thông qua mai mối, xem mắt nhưng thực chất đã biết nhau thời còn đi học. Thời trung học, Kỷ Dục Hằng đã thầm thích Đồ Tiểu Ninh. Sau 10 năm, họ gặp lại nhau khi Đồ Tiểu Ninh đang cố gắng trở thành nhân viên chính thức, còn Kỷ Dục Hằng là lãnh đạo tại ngân hàng. Sự thẳng thắn và nhiệt tình của Đồ Tiểu Ninh đã khiến Kỷ Dục Hằng yêu thầm cô nhiều năm nhiều năm. Với Tiểu Ninh thì Dục Hằng chính là một người chồng lý tưởng. Trong khi đó, Kỷ Dục Hằng luôn coi Đồ Tiểu Ninh là nguồn động lực từ thời niên thiếu và việc kết hôn với cô là quyết định chắc chắn nhất của anh. Không chỉ nói về quá trình xây dựng tình cảm của hai nhân vật chính, Che giấu lãng mạn còn kể lại hành trình sự nghiệp của những nhân viên ngân hàng tinh anh như Nhiêu Tĩnh, Triệu Phương Cường. Bên cạnh đó, mối quan hệ gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong nội dung phim. Ai cũng muốn có một Kỷ Dục Hằng và Đồ Tiểu Ninh của riêng mình. Kỷ Dục Hằng đúng chuẩn chuẩn con nhà người ta, từ lúc còn đi học, Kỷ Dục Hằng đã là học sinh ưu tú. Hết cấp 3, tốt nghiệp đại học danh tiếng, thực tập ở phố Won ở nước Mỹ. Vì mẹ bệnh nên anh mới quay lại thành phố C, từ bỏ tương lai nhiều cơ hội thăng tiến ở nước ngoài. Nhưng dù có trở về nước, anh vẫn có thể tự mình tạo dựng một tương lai rực rỡ không kém. Người có tài thì nơi đâu cũng sẽ được trọng dụng. Ban đầu Kỷ Dục Hằng là một thành viên của Cục Quản lý Ngân hàng, không lâu sau đó được cất nhắc và anh trở thành Tổng Giám đốc Bộ phận Đồ Tiểu Ninh làm việc. Kỷ Dục Hằng chính là giấc mơ trong mộng của rất nhiều cô gái khi vừa đẹp trai, tài giỏi, hiếu thảo, lại trung thủy và cưng chiều vợ, theo đuổi vợ từ ngày đầu. Biết rằng ngoài đời hiếm khi có được chàng trai nào hoàn hảo như vậy, nhưng các cô gái vẫn có quyền mơ ước. Còn Đồ Tiểu Ninh chỉ là một cô gái bình thường, lúc đi học cô thuộc dạng khá, không mấy nổi trội. Sau khi tốt nghiệp, cô được ba mẹ dẫn đường cho vào làm một nhân viên không chính thức ở ngân hàng, vất vả mấy năm vẫn dậm chân tại chỗ. Rất nhiều người có thể nhìn thấy bản thân trong nhân vật nữ chính Che giấu lãng mạn. Bạn có thể cho rằng Đồ Tiểu Ninh quả là may mắn, nhưng thật ra, cô cũng thật sự rất xứng đáng với sự trân trọng từ nam chính Kỷ Dục Hằng. Đồ Tiểu Ninh có thể không xuất chúng, nhưng cô ấy là người lương thiện, luôn cố gắng trau dồi và cải thiện bản thân. Cô luôn luôn học hỏi Kỷ Dục Hằng trong công việc, từ đó dần dần trở nên mạnh mẽ, biết suy nghĩ hơn, ăn nói khéo léo, tự tay chạm bước đến cuộc sống mà cô mong muốn. Kỷ Dục Hằng luôn đợi một ngày cô có thể tự tin sánh vai và đứng bên cạnh mình. Khi xem phim đọc truyện, bạn sẽ nhận ra rằng Kỷ Dục Hằng đúng là quý nhân trong đời Đồ Tiểu Ninh, là một người chồng lý tưởng. Nhưng không bởi vì Kỷ Dục Hằng quá hoàn hảo mà Đồ Tiểu Ninh thua kém. Dưới sự dẫn dắt của anh, cô cũng vô cùng nỗ lực, chăm chỉ phấn đấu ngày một tốt hơn, từ một cô gái thiếu kinh nghiệm đến vị trí nhân viên chính thức, trở thành trụ cột ngân hàng. Cả hai tạo thành một truyền kỳ trong lĩnh vực tài chính. Motif phim dù cũ nhưng vẫn rất lôi cuốn. Dù kịch bản không quá mới mẻ và có nhiều phân đoạn bị phóng đại quá mức, Che giấu lãng mạn vẫn nhận nhiều lời khen từ khán giả sau những tập đầu tiên và đạt top 1 rating vào thời điểm vừa mới lên sóng. Nhiều người cảm thấy dễ dàng đồng cảm với những vấn đề, tình huống gần gũi được đặt ra trong bộ phim. Đặc biệt, phim vô cùng nhẹ nhàng, không có nhiều drama, không khai thác những câu chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu hay hình ảnh đàn ông ra trường. Sau một ngày dài làm việc, bạn sẽ cảm thấy rất rất dễ chịu, chữa lành tâm hồn khi xem phim. Không chỉ vậy, tình cảm của cặp đôi nam nữ chính rất chân thành. Việc phải giấu kín mối quan hệ vợ chồng ở chốn công sở tạo ra nhiều tình huống thú vị. Tan làm họ sẽ đợi nhau ra về, những cái hôn và nắm tay lén lút của cả hai khiến khán giả rất thích thú, cảm thấy vô cùng kích thích khi xem phim. Một bộ phim chữa lành cho tâm hồn. Bên cạnh nội dung phim hấp dẫn, khán giả còn bị thu hút bởi bộ đôi diễn viên chính Ngụy Chí Minh và Trương Gia Ninh. Dù không sở hữu dàn sao tên tuổi lớn nhưng bộ phim Che giấu lãng mạn vẫn khiến khán giả mê mệt bởi diễn xuất tự nhiên và phản ứng hóa học tuyệt vời của hai diễn viên chính.
Tương tác cực ngọt giữa Trương Giai Ninh và Ngụy Chiết Minh được đánh giá chính là điểm sáng lớn của dự án. Câu chuyện tình của họ vừa hài hước, vừa chân thành nhưng cùng chứa đựng hàng loạt nút thắt bất ngờ cho khán giả. Trong nhịp sống hiện đại đầy lo toan và căng thẳng, nhiều người chỉ muốn xem một bộ phim giải trí vào cuối ngày khi tan sở và che giấu lãng mạn chính là một bộ phim lựa chọn như vậy. Không có những vụ đấu trí căng thẳng, không đòi hỏi suy nghĩ quá sâu sắc, nhiều tình tiết thậm chí rất vô tri và có phần không thực tế. Cuộc sống kết hôn bí mật trong văn phòng, ngày giả vờ không thân, đêm về lại chung chăn chung gối của Kỳ Dục Hằng và Đồ Tiểu Ninh sẽ khiến mọi người phải phì cười. Nhưng trên hết, phim truyền tải thông điệp sống tích cực. Khán giả xem phim sẽ cảm động trước sự cố gắng của nhân vật chính để vượt khó, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai nhân vật chính trong truyện đều không phải là con cưng của trời, không có gia thế khủng hay kỹ năng một tay chống trời. Họ cũng chỉ là những nhân viên công sở như bao người bình thường, như chính khán giả xem đài. Trong ngành ngân hàng tài chính khắc nghiệt với tỷ lệ đào thải rất cao, chính sự nỗ lực của họ đã giúp cả hai vươn lên. Ngụy Chiết Minh và Trương Giai Ninh, 10 điểm không có nhưng. Từ một cái tên gần như chẳng ai biết đến, Trương Giai Ninh chỉ mới bắt đầu thu hút sự chú ý trong vài năm nay và hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong tương lai. So với bạn bè đồng trang lứa, cô được xem như bông hoa nở muộn của làng giải trí xứ Trung. Sinh năm 1989, nữ diễn viên lớn lên tại Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, cô tốt nghiệp hệ biểu diễn chính quy Học viện Hí kịch Trung ương. Trương Giai Ninh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2009 nhưng chưa tạo được dấu ấn. Sau đó, cô tham gia trong nhiều bộ phim khác như Thời đại của người vợ tốt đẹp, Tình yêu của cha. Với diễn xuất đột phá, cô bắt đầu xuất hiện trong danh sách những ngôi sao được đạo diễn chú ý. Trương Giai Ninh được khen ngợi là có diễn xuất tốt, ngoại hình trẻ trung và biểu cảm đa dạng. Đặc biệt, vai phụ Dĩnh Phi trong Hậu cung Như Ý Chuyện đã giúp tên tuổi nữ diễn viên ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Dần dần, cô nhận được lời mời tham gia một số dự án phim khác như Tình Sa Vạn Kiếp, Anh Ta Thật Sự Không Mấy Yêu Em, Minh Lan Chuyện, Những Đứa Con Nhà Họ Kiều. Dù vậy, độ nổi tiếng của Trương Giai Ninh thời điểm đó vẫn chưa được đánh giá là bùng nổ, chưa thể ghi dấu ấn thật sự sâu đậm đối với khán giả. Tưởng rằng sự nghiệp diễn xuất của Trương Giai Ninh sẽ cứ bình bình như vậy, nhưng may mắn đã mỉm cười với nữ diễn viên vừa có tài, vừa không ngừng nỗ lực như cô. Năm 2022, tên tuổi của cô vụt sáng sau vai nữ sinh trong bộ phim truyền hình Ngôi Sao Lấp Lánh. Thời điểm đóng Ngôi Sao Lấp Lánh, Trương Giai Ninh đã bước sang tuổi 33 nhưng vẫn dễ dàng hóa thân thành nữ sinh 18 tuổi nhờ sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, hoạt bát. Vai diễn nữ sinh của cô đã nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Có thể thấy, Trương Giai Ninh đang từng bước khẳng định năng lực và vị trí của mình trong làng giải trí Hoa ngữ. Ngụy Chiết Minh cũng là một gương mặt mới nổi trong những năm gần đây của màn ảnh Hoa ngữ. Anh sinh năm 1990, là một diễn viên và ca sĩ, từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thiên Tân chuyên ngành phát thanh truyền hình và dẫn chương trình. Anh bắt đầu gia nhập làng giải trí năm 2011 và tham gia vào một nhóm nhạc nam với vai trò ca sĩ hát chính. Tuy nhiên, không lâu sau đó anh quyết định rút lui khỏi nhóm và hướng đến sự nghiệp điện ảnh. Sở hữu ngoại hình điển trai, tươi tắn, cùng diễn xuất chắc tay, Ngụy Chiết Minh rất được các đạo diễn, nhà sản xuất ưu ái. Khán giả đánh giá rằng Ngụy Chiết Minh đóng với ai cũng mang đến cảm giác như một cặp đôi thực sự. Hơn nữa, gương mặt của nam diễn viên thực sự rất phù hợp để vào vai nam chính Ngôn Tình, ánh mắt thâm tình của anh khiến chị em đổ hàng loạt. Trong một số bộ phim gần đây có sự tham gia của anh như Dĩ Ái Vĩ Doanh, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng. Dù chỉ là nam phụ, nhưng chemistry của anh với bạn diễn vô cùng chân thật, thậm chí tham gia sâu tạp kỹ vẫn bùng nổ cảm giác yêu đương tràn màn hình. Gần như phim nào Ngụy Chiết Minh đóng, fan cũng đẩy thuyền cho cặp đôi bất kể là với bạn diễn nam hay nữ. Dù có chênh lệch tuổi tác ít hay nhiều với bạn diễn, anh vẫn dễ dàng tung skill diễn xuất thành thạo của mình. Đó là lý do vì sao Ngụy Chiết Minh trở thành một trong những gương mặt nam chính Ngôn Tình hiện đại được săn đón nhất hiện nay. Nhìn chung, bộ phim Che Giấu Lãng Mạn của Ngụy Chiết Minh và Trương Giai Ninh có thể mô típ phim không mới, nhưng vẫn là bộ phim đáng xem để giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng. Phim có tổng cộng 32 tập, đã được phát sóng từ ngày 31 tháng 7. Bạn có thể đón xem phim trên ứng dụng Mango TV nhé!